Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trường Giang vô tình để lộ cách lưu tên Nhã Phương trong danh bạ điện thoại khiến ai cũng choáng. Trong một chương trình truyền hình, Trường Giang tiết lộ Nhã Phương không bao giờ gọi anh là chồng mà thay vào đó là yêu thương. Gọi chồng âu yếm thế chưa đủ, Nhã Phương còn lưu tên Trường Giang trong danh bạ là anh xã và xưng hô với nhau là ba mẹ cực ngọt ngào. Tuy nhiên, mới đây Trường Giang lại khiến dân tình dở khóc dở cười khi vô tình để lộ cách lưu tên bà xã trong danh bạ điện thoại. Theo đó, nam danh hài đã lưu tên Nhã Phương là kẻ hủy diệt. Dân tình vừa bất ngờ vừa bật cười vì Trường Giang quá lầy. Có thể đây chỉ là cách Trường Giang trêu ghẹo bà xã, nhưng lưu tên vợ thế này thì quả là có 102 rồi. Ngoài ra, tin nhắn gần nhất của Nhã Phương gửi cho Trường Giang cũng khiến dân tình chú ý. Cụ thể, mẹ một con đã khoe khoảnh khắc đang tập luyện yoga và hào hứng hỏi ông xã có xinh không. Từ chi tiết này, cũng biết dù mọi người có công việc riêng rất bận rộn, nhưng Nhã Phương và Trường Giang luôn chia sẻ cùng nhau mọi chuyện xảy ra trong ngày. Trước đó Trường Giang cũng nhiều lần bị bắt gặp đang say sưa gọi điện tám chuyện với vợ bên trong hậu trường. Trong khi Trường Giang gọi vợ là kẻ hủy diệt thì Nhã Phương lại lưu tên chồng ngọt ngào là anh xã. Nhắc đến mẹ bỉm có nhan sắc ấn tượng trong showbiz Việt thì không thể kể thiếu Nhã Phương. Sau khi hạ sinh con đầu lòng, cô nhanh chóng trở lại công việc và thường xuyên khiến chị em trầm trồ vì quá xinh xắn. Từ khoảnh khắc được tiêm qua đường, chụp vội đến bị chụp lén bằng camera thường đều không thể diêm được nhan sắc bà xã Trường Giang. Đặc biệt, hậu sinh nở, Nhã Phương cũng rất chú tâm đến việc duy trì tập luyện yoga để giữ vóc dáng thon gọn, nuột nà. Cô thường gây sốt với loạt khoảnh khắc ở phòng tập. Mặc dù chỉ make up sương sương và ăn diện đơn giản, nhưng mẹ bỉm đã trở thành tâm điểm. Cô còn tranh thủ khoe góc nghiêng khó chê. Trong lúc thực hiện một động tác yoga, Nhã Phương cũng chứng minh sở hữu vòng ba căng đầy, gợi cảm. Sinh con rồi mà vẫn xinh ngất ngây thế này. Hỏi sao hồi chị em ghen tị đỏ mắt với bà xã Trường Giang. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.